với Bookkeeper ha, quay lại cho mình. Em vô tình là tìm được một cái quán mà có một cái món đặc trưng của Đà Lạt, đó chính là món kem bơ. Thì trước đây em đi Đà Lạt nó rất là thích ăn cái món kem bơ này, bởi vì đơn giản là thứ nhất là bơ ở từ trên Đắk Nông, Đắk Lắk với là Đà Lạt á, rồi với lại kem ở đó thì nói chung là nó rất là ngon. Và từ đó giờ thì ít khi nào tìm được một cái quán như vậy, tuy nhiên là hôm nay tình cờ biết được một cái quán này thì rất là ngon, thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị ở đây luôn là cái quán này nằm ở đâu ta. 266 Tô Hiến Thành. 266 Tô Hiến Thành là nó nằm kế bên cái Big C miền Đông của mình luôn. Thì anh ơi chắc em nhờ anh cho em xem mấy cái đường nha. Nguyên liệu quay bên này nè mới thấy. Đây là cái này là dừa tươi, dừa khô, sầu riêng, cái này đậu phộng. Cái này là kem thì mình để trong cái thùng lạnh.
riêng nha. Tuy nhiên là nếu mà cô chú mình á, mà mình không có rành về cách mà mình lựa sầu riêng á, thì cái mà mình lựa nó không có ngon lắm. Tuy nhiên là ở đây là sầu riêng nó cực kỳ ngon luôn. Mà sầu riêng chỉ là một cái vị thôi. Thì cái món chính của mình đó chính là món bơ. Này có kem vô luôn rồi cho nó không thấy còn cái màu bơ của mình. Bơ ở đây rất là ngon. Và cái bơ này á, thì khi mà mình ăn á, mình có thể biết là giả sử như bơ là mình có nhiều loại. Mình có bơ sáp nè, rồi mình có bơ, nói chung là mình có rất là nhiều loại bơ. Tuy nhiên cái bơ mà mắc nhất á, và cái bơ ngon nhất chính là bơ sáp. Mà cái cách mà lựa chọn bơ sáp với lại bơ thường á, đó chính là giả sử như mình nhìn mình không biết nha, nhưng mà khi mà mình ăn mình có thể cảm nhận được. Đó chính là bơ thường á, khi mà mình ăn á, là mình sẽ có thấy là những cái dây ở trong đó của nó, là khi mà mình ăn thì mình có cảm giác là nó hơi đắng đắng. Tuy nhiên là bơ sáp á, khi mà mình ăn á, là nó sẽ tan ngay trong miệng luôn, và nó không có cái vị đắng như là cái bơ thường như vậy. Và ở đây thì khi mà em ăn á, thì em thấy là nó không có cái vị đắng đó, và cái bơ của nó rất là mịn, là bởi vì đã được xay rồi à. Nếu mà quý cô chú anh chị mà có cái món ăn nào ngon á, mà lâu rồi mình chưa có được ăn lại á,